Xin chào các bác. Hôm nay em lại về một loại lan kiếm lô hội. Loại kiếm mà có thể được loại là loại bất tử trong các loại hoa lan ạ. Nó chả cần cái gì nó cũng sống được. Nó treo trên cây nó cũng sống. Tuy nhiên là cái loại này nó hơi dài. Loại này dài cho nên bán rẻ lắm các bạn. Loại này dài hơn 70 phân rồi. Em có một cái quy ước là nếu mà dưới 70 phân ấy. Như loại này này. Nó là dáng của nó đẹp thì mình trồng lên chậu nó đẹp ấy. Thì em sẽ bán là 50.000 một cân. Đấy, 50.000 cân nó phải đẹp thế này này. Đấy, nó ngắn tủn này. Đấy. Còn những cái loại mà nó dài hơn. Như này. Bụi đây cũng to này. 3-4 cân, 5 cân. Thì em chỉ bán có 15.000 một cân thôi ạ. Rất rẻ vào các bác. Có 15.000 một cân hoa lan. Loại này thì các bác lấy về thì nếu các bác để muốn để cả bụi để gửi thì em cũng có thể gửi được. Mà hai nếu các bác cần em cắt đi ấy, thì em sẽ cầm kéo em cắt đi. Cắt đi xong em mới cân cho các bác. Không phải là cân xong cắt đâu mà cắt xong cân. Đây có thể cắt đi lấy gốc vì nó rất là dễ sống mà. Nên ngày hôm nay có rất nhiều cái loại này. Bác muốn lấy bao nhiêu cũng có. Loại này loại 50.000 này thì vẫn giá sỉ là 30.000 một cân. Nếu mà lấy số lượng nhiều. Còn cái loại kiếm dài này thì có 15.000 thôi. Các bác mua về trồng cho nó mát. Với cái thời tiết nắng như này thì kiếm lô hội để trên dàn mái cao nhất thì nó sẽ tránh nắng được cho các loại lan khác. Cái đợt nắng khủng khiếp ở miền Bắc em có cái mấy ngày nắng kinh quá. May em có những cái chậu kiếm nó che lên ở trên. Kiếm nó sống khỏe mà. Còn đây là những cái chậu mà em trồng thuần đây. Đây các bác. Đấy. Kiếm trồng thuần là nó như này, nó dễ thuần quá. Dễ nó bắn tu tủa này, em chỉ sử dụng có mỗi giá thể là rêu thôi. Mỗi rêu thôi. Đấy. Đây là mẫu hai cái giò em thuần đây. Nó được khoảng 2 4 6 7 là cái giả hành. Mà nó ngắn đẹp nhá. Đây, trông rất gọn gàng ạ. Cái này là em bán vào là 80.000 một chậu. Cả chậu đấy. Các bác về chỉ việc treo thôi. Không chờ có hoa này, hoa nó dài lắm, hoa dài cả mét. Với riêng cái loại này thì các bác không cần phải tưới nước, không cần phải chăm sóc gì cả. Nó chỉ cần ăn nắng rồi mới cả ăn nước mưa là được rồi. Nó không ăn gì thêm. Còn các bác muốn trồng thì loại rẻ tiền thì đây, kiếm này là nó rất rẻ. Rẻ nhất trong các loại rẻ. Đây là loại rẻ các bác nếu mà cần em cắt đi cho nhé. Cắt 40 phân đi là các bác trồng vẫn ok. Các bác về cho nó, đừng cho nó ăn gì thì để cho nó đỡ dài ra. Nó sẽ ngắn lại. Còn đây giới thiệu các bác là loại lan thanh quế hay là nhện đấy. Đây. Cái loại này thì to khỏe và em có thể chuyển phát chậm cho các bác được. Cây dài lắm. Mỗi tội hoa nó không đẹp bằng, nhưng mà chơi cây thì không phải bàn. Đấy, cây xanh mướt và tươi tốt. Em treo quanh năm thì nó cũng không bị làm sao cả, vẫn cứ xanh và lá rất đẹp. Đấy, cây nó dài này. Cây này các bác rất dễ trồng các bạn, ghép vào cục gỗ buộc cái cây hoặc là buộc cái cây là sống thoải mái rồi. Cái này là lan này gọi là lan nhện hoặc là thanh quế thì em bán là 100 một cân. Một cân nó được chắc được một bó như này. Đây. Cân chắc được như này. Còn đây nó có loại hệ đồng này. Cũng 100 một cân, em treo ở trên nhà em cứ treo quanh năm. Chả giờ chết được ạ. Cứ treo này nó khác sống ấy, bởi nó phong lan mà. Này dễ sống còn hơn cả đuôi cáo ấy. Đây em chỉ về mấy loại thôi ạ. Các bác có nhu cầu đây những mặt hàng mà em có bán quanh năm. Mặc xuân thì không phải bàn. Nhiều lắm.